phong minh ngoan đã nguyện định nghĩ thủa ấy thủa ba dương nghìn trong tiết đó dâng lên đắng chẳng và thực dâng lên đi lòng tiền bái thỉnh chúa tiền hàng tiểu chúng tung dung tiết ngày này tiệc mở tung dung nghe tính tam tòa thiên thánh công đồng mong chân giang đàn duyên thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhân thiên tiên đệ thành vân công chúa thượng tiên mẫu về vân cát thôn quê chúng phủ dày vân cát thôn quê nghĩa hương tiên bản nhà lễ cài đông nhang xạ nhiệt pháp dưỡng đông ngân chư Phật ngài ngồi tấm giao vân tùy sự kết tường vân thành ý phương ngân chư Phật hiện toàn thân Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát Xê Loan Thanh Gia đệ nhị thánh tiên trong đền để song sương mùng ba tháng thìn giờ dần ngày mùng ba tháng thìn đôi mười một tuổi lãnh diện cõi dưới nhang tịnh nhang dư tệ nhang giải tát giải tát chi thiên nhang quang vinh vân đài hiện pháp rơi cúng các thập phương vô lượng phật nhang nhật nô tần bảo hiền trung chiến đàn cầm ngũ chất nhang nam mô hương vân cung giác bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cung giác bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cung giác bồ tát ma ha tát sẽ loan thánh giá hồi cung đệ tam chú tiên Nam mô A Di Đà Phật nhất tâm cầu thỉnh chư Phật pháp giới cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát bách thiên bản ức hiệu pháp Như Lai phát lộc man tài trừ tai giải ách Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát Xê Loan Thanh Gia lệnh truyền ra đức ông có lệnh truyền ra nào là quân thủy vân vân bộ chư dinh mô bình nào độc tam thành biển nhân chi chiều ban đã bị cực hoàng ân
lội sai bình nhã chính ngoại cầu, ngoại cầu mi đồng bình nhã ý. Thank you.
bản đền cậu về khám xét bản đền để xem các đệ tử đẹp nhạc thế nào. Cậu lên tấu đôi nam tào, tấu đôi nam tào, cậu lên tấu đôi nam tào. Nam tào bắt đầu chép biên rõ ràng, ngày lành phải giữ dâng lên. Cậu về tấu đôi chép biên rõ ràng, vì cho kỳ từ trường sinh. Nên đứng cửa đông trước tôi cậu bè mênh mông trèo về đến tiếng xô khoan khoan chân cậu bước xuống thì khoan khoan ban chỉ sắc phong nghi trong triều đình nghe.
cũng có phen giác ngự nơi bàn cày sai cô hầu cần để mất vào giá trần gian bạc nhạo lưu huy hoa đình. Thank you.
đêm 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 anh nước lập lề, cứ đêm đêm anh nước lập lề, cơm làm một tấm nước khen một đồ, trăng tài lộc lanh ngàn châu, trăng thanh gió mát bên lầu hòa ca, sương răng thoáng tỏa nhạt nhòa. Sơn trang đó cho đệ tử được tiên liên thọ trường, chú lộ cho số bệnh nhiều gian thường, đồng ra đệ tử được điều mà thanh tân, chú chữ giặc thanh giang lưu ngân, chúc là lưu ngân thiên xuân thọ trường. Thank you.
mi sáng hạ từ long trần đi xem mi xét ra sao nhân dân làm sự kêu cầu. Lên trên
tiêu thiểu sự sắc hoa vật cùng thương ước mộng báo thiên đường giang hạ tội phạm trần phép là ai hay tình đó trên sơn lâm trong trang nhé, phải biết thương yêu nhá các họ hạ. Thế mà bà ban khen ban thưởng cho ban làm tiếng hát nhá. Thế mà bà ban khen ban thưởng cho tay Quỳnh tay Quế hạ, các nữ nhi lên khăn lên áo cho ghế bà hạ. Thế mà bà ban khen ban thưởng cho bà Phượng Tuyền nhá. Thế mà bà ban khen ban thưởng cho trên đất sơn lâm trong trang nhá, già thì khỏe mạnh, trẻ thì bình an nhá. Đền thờ Chúa ở tận nẻo xa ý ta ơi ta, có quê bên suối có nhà sàn nương tình lòng ơi. Thank you.
sườn núi sau đường người đèo ta hát dốc 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 mắt trên sườn núi sau đường người đi về Tôn Quan Đa thỉnh mời đệ nhất Tôn Quan Đa lại lầm chiêu giáng trần gian quan đệ nhất ngoài hùng người cùng giám sát quan cai trên thượng.